Hello, chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh của Tố Lê. Nay mình sẽ làm clip trong chế độ hỏa lực nha anh em. Có tin đồn thì bản thân sắp tới sẽ ra hỏa lực 3.0 nhưng mà vẫn chưa thể biết được cơ nhá. Nếu mà ra thì chắc chắn là bên bản chung phải ra trước, nhưng hiện tại thì bản chung chưa thấy bất cứ một cái gì cả. Trời, có một thằng vào chưa? Hai phát chùi cung chết. Rồi, phát thứ ba cung chết luôn thì thôi mình xóa game anh ơi. Chặt 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 chặt. Có tiếng trên bên dưới này. Boss anh em ạ. Ê, phá đám quá. Rồi, hình như là đang có một thằng đang cố gạt kill của mình. Rồi, sao? Mày vào đây, come on baby. Vào đây hộ tao cái. Có tiếng chân này. Vào đây hộ cái. Rồi, xong. Cho bạn sang bàn mới luôn. Boss à? Rồi, thêm một em nữa. Em này cũng tham boss. Trời ơi, đi em bắt rồi cuối cùng bị chết luôn ạ. Rồi lại thêm em nữa, boss đi người đấy. Trời ơi, rất chỉ là đông, nhưng mà boss cả người lẫn lộn. Rồi bắt đầu nó quên mình này. Thế thôi. Ô, hai thằng bắn nhau à, mình tưởng bắn mình cơ. May quá, cái được của mạng. Trời ơi, chết luôn, này thì khựa với chúng tôi này. Mình thì sắp tới bác gần cho sắp tới thì mình không biết, nhưng mà cái chế độ hỏa lực 3.0 ấy, nếu mà nó có cập nhật ý, thì mình nghĩ là bản chung nó sẽ phải được cập nhật trước, phải được chơi trước cơ. Bởi vì hồi xưa cái chế độ hỏa lực này cũng được cập nhật từ bên bản chung mà. Bản chung ra trước thì mới tới bản này ấy chứ không phải là bản này ra trước hay gì đâu. Anh em mua hàng thì qua shop của mình là tonysama.vn nhá. Đấy, lên shop của mình là sẽ có một cái đường link dẫn tới trang fanpage của mình ấy. Đang có một thằng nó kè mình trên này này, mình không có bom nữa. Cho một quả đây, đây thì kê với chúng tôi này. India, Ấn Độ à? Nghe bảo Ấn Độ giờ cấm cái game này rồi mà. Chán ghê. Ấn Độ nó cấm cái game này nên cái lượng view ở trên kênh quốc tế của mình giảm đi rất là nhiều. Cái lượng fan trên kênh quốc tế của mình chủ yếu là Ấn Độ. Bây giờ Ấn Độ nó không xem nữa, bị cấm. Cộng với cả cái game này kiểu càng ngày càng đi xuống ấy. Nên view trên kênh quốc tế thì càng ngày càng thấp, suốt hết cả rồi. Rồi xong. Ui dồi ôi. Rồi xong luôn. Thanh niên trái hiêu nhảy xuống để làm gì. Vẫn còn tiếng chân nha. Chắc ở trong góc rồi. Mình cứ cho một viên ra đây trước. Điệt nháy. Gạt luôn. Mọi người biết cái game gì, game mobile gì hay thiên về tựa game kiểu bắn súng sinh tồn không? Mọi người có thể nói cho mình biết không? Và game nào đang hot và đang hay ấy. Mình thì mình cũng không tìm hiểu nhiều nên không biết được. Trúng lên luôn này. Rồi, có một thằng đón đầu mình luôn. Máy qua nằm quả sung phi, không ai bắt được. Chờ. Một ông đang ngồi nhặt đồ. Không biết trận này có số 4 ông hay không. Mấy trận rồi, tìm mãi không có anh em ạ. Rồi, mày chạy đi đâu. Có tiếng bên dưới này. Cứ cho một viên này đã. Không đẩy à. Mình sẽ bắn ra đây vậy. Rồi hình như chạy vào sao ấy. Trời ơi, thêm một chút nữa thôi là bắt kịp nó rồi. Cho thêm viên nữa để xem nào. Không chết. Thằng này dai thế anh em ạ. Rồi, lần này không chết được thôi. Bó tay chấm mắm tôm luôn. Mình thì sắp tới. Hình như thằng cuối cùng của team này. Nếu không nhầm, chắc vẫn kiểu rình rình để nhặt thẻ của đồng đội để lấy liều sinh ấy. Nhưng mà không được. Tên khựa kìa. Dành ra lấy trực thăng rồi đi bắn ở cái bọn ở Severly. Bọn đấy nó đang phá, hình như nó đang cố phá con trực thăng của mình thì sao ấy, bốc khói rồi này. Đấy. Sắp tới chắc mình làm thêm cái tựa game gọi là Warzone Mobile anh em ạ. Bây giờ thì nó chưa ra mắt, còn không biết khi nào mà ra mắt với cả liệu nó có phiên bản Việt Nam hay không nữa. Cái đấy mình cũng chưa rõ, nhưng mà mình nhìn qua mọi người làm clip về bản beta thì trông khá là hay. Rồi thế rồi. Warzone Mobile. Ôi sao mẹ luôn. Ui anh ơi, bình tĩnh thôi. Mình phải trả thù, nó phá hỏng con trực thăng của mình rồi. Cả nhà cả cửa có một con trực thăng thôi. Máy quá, thằng này nó không nhìn thấy mình. Indo à, chết chua. Đấy, thằng nhiên chạy nhanh tê, đuổi không kịp luôn. Mà đuổi từ đầu kia ra đầu này ạ. Ngoài game bắn súng sinh tồn ra thì mình sẽ hạ xuống thôi chứ còn
dùng con tầm nhật ý, mà ngắm thì mất thời gian lắm anh em ạ, nên tôi cứ hạ xuống và bắn cho nó dễ. Có biết là ngoài mấy cái game bắn súng sinh tồn ra thì còn cái kiểu game bắn súng đối kháng hay nhào thì mọi người thấy hay thì mọi người giới thiệu cho mình với nhá, để mình tìm hiểu xem cái game nào hay mà nào hot thì mình sẽ làm thêm. Chưa, hiện tại thì kênh Việt Nam thì vẫn bình thường, còn kênh quốc tế thì view bị giảm mạnh. Không phải mỗi mình mà tất cả những YouTuber lớn về cái game này thì cũng bị giảm anh em ạ. Ví dụ như Levinho rồi Sevo các thứ. Úi dồi ôi, ông ấy ngồi, ông ấy đất đành chim đậu đây anh em ạ. À, vẫn còn tiếng chân nha. Cho ông đi sang đây xem nào. Hình như có một thằng ở tảng đá, nó vừa bắn ra đây mình nhỉ. Con này này. Rồi đúng rồi, đồ đen đen nhá. Đồ đen đen, mắt nâu nâu. Đây này, góc này này. Ui dồi ôi, lại còn ngắm xe nữa. À không sao, quả đấy mình bắn nhanh chắc là vẫn thằng kia vẫn dính đam thôi. Muốn bắn cái khẩu này bắn nhanh ấy, bắn thẳng ấy thì phải bắn mở phát cắm luôn bằng cái tâm trắng này này. Chứ đừng để cái tâm nó bắt được xe cộ. Nó sẽ auto va vào xe cộ đây anh em ạ. Thằng nào đi. Anh ơi, em xin lỗi anh ơi. Em có làm gì đâu, em ra em kiếm xe thôi mà. À, mình thấy cái xe đậu ở đằng sau khu đấy, mình tưởng là spawn cơ. Hóa ra là có một bọn ở đấy nó ke trước rồi. Cay thật đấy. Từ từ ném khói đã, không là mình không chạy được đâu. Bình tĩnh thôi, hỏa lực mà. Lấy bazooka ra mà bắn, cứ toàn mở 4. Toàn mở 4 xây như thế bố ai chạy được đúng không? Từ từ. Cho một quả. Cho một quả đây, cho chúng mày hết đứng trên mái nhà luôn. Giờ mình sẽ gọi UAV này. Đâu, chúng mày đâu hết rồi. Mẹ, thằng cổ hó nó bắn đi, hình như bọn đằng sau thì phải. Phí quá anh em ạ, à. Bọn trường học nó phá UAV của mình. Cái bọn ở trước mặt thì đằng sau lại móc. Rồi, mày quá, nó được một thằng kìa. Mày thích khịa đi. Này thì khịa này. Không biết là chết thằng nào, không biết chết thằng đằng sau hay ở ngoài. Cứ cho thêm viên đấy. Hình như gài được một thằng rồi, ngon. Hình như trong gara xe vẫn còn. Bọn kia định, ồ, trực thăng này. Trực thăng bay đoạn cuối này thì xác định rồi. Còn bao nhiêu đồ nữa. Lốc 2 à, ngon. Lốc 2 rồi anh em ạ. Máy bay đổ luôn. Con đấy gần hỏng rồi mà vẫn cố tình cái máy bay đi được. Cẩn thận không nó cầm ốp ấy. Lốc thêm rồi. Cho mày chết lại. Cứu đi, cứu đi. Ui rồi cứu làm sao được. Ê, ba thằng này nó quyết tâm nó dồn mình vào chỗ chết. Này qua thằng kia nó nó không bắn được vào trong này anh em ạ. Kiểu chắc là cái khe này nó bé quá. Bắn vào nó kia mình chết rồi. Nhưng mà thằng bé chắc ke mãi không trúng anh em ạ. Ui rồi khó lắm. Bắn như thế thì không đủ tuổi. À thôi, để cố gắng thắng đã. Thắng thì mới được gáy, chứ còn thua là không gáy được đâu anh em ạ. Ôi đau quá. Không có cái bộ này chắc mình chết từ lâu rồi. Đằng sau nó còn móc nữa à. Mày này. Ăn viên rồi. Thêm viên nữa này. Trôi tao Nhật Bản à. Yamete Kudasai à. Tao cho mày Kimochi hết luôn. Kimochi tụi con. Thêm một thằng nữa. Rồi thằng kia là gì? Iku à. Ok. Iku. Y của nhà bà cự. Khỏe nó ngồi. Cứ như kiểu là cả thế giới không biết nó đang nằm đấy sao ấy. Này thì y cư ba này thì dám với chúng tôi này. Cho mà chết. Dám lấy thịt đè người. Nó có 3 người nó tưởng thắng cơ. Ai ngờ. Ok, trận này mình đã gọi Ngọc Cà Phê vào đi cùng mình nha anh em. Trận này cho Nguyên lái trực thăng. Còn mình chỉ việc trên trực thăng mình dã xuống thôi. Có bazooka hay súng bố lòng dã xuống thì ngon phải biết. Được, đang có thằng này.
Một thằng đã ra đi. Bạn ơi, ra đi thì ra đi luôn đi nhá, xong rồi mới luôn đi, đừng hồi sinh nữa. Thằng này quyết tâm đuổi mình à? Này thì đuổi này, mà đuổi nhầm chỗ rồi bạn ơi. Ui, vẫn còn từng chân nhá. Gạt thằng này đã, gạt trước. Đồng đội nó bắt đầu đẩy của sao này, tiếng trước là ngày càng to. Bye bye. Cũng bằng là đẹp, vậy là đúng là đồng đội rồi. Bye bye. Cái tội này. Mình bắt đầu đẩy sang chung cư rồi. Vào đi. Có vào không? Rồi. Đấy là đẳng cấp phán đoán đấy. Mẹ. Đang đi tự nhiên dừng lại cửa sổ, chỉ có trèo vào chứ làm gì. Giờ bọn kia nó ngồi nó ke. Cho mày ăn bom này, xem mày có chết không. Lại băng đá đét, sao trận này nhiều lắm băng đá đét thế nhờ. Vẫn còn đấy chưa hết đâu anh em ạ. Rồi có tiếng nhảy xuống hay gì. Từ lên đã. Từ sao chỗ nào cũng thấy người này. Chỗ nào cũng thấy từng chân. Dưới à. Mày này. À, có một thằng kia nhảy xuống rồi sao ấy. Rồi sao, chảy không sao, kêu lại nốc nữa. Lên đi mày, lên hộ tao gái. Lần sau bắn đừng có chạy nhá. Đang bắn ai? Đang bắn mình à? Này thì bắn. Ôi nha, mình tưởng cùng team hóa ra khác team à? Watch out. Hình như đang nhặt đồ trên chỗ trực thăng này kìa. Giờ thì spam đạn vào thôi. Ui dồi ôi, thêm một bọn khác tới kìa anh em ơi. Phải ngăn lại không cho chúng nó cãi nhau. Vòng đi vòng lại mày. Bọc trận này lái máy bay hơi kém anh em ạ. Tưởng là ông có bằng lái máy bay rồi cơ. Hóa ra vẫn chưa có. Rồi nó rồi kìa. Ui trời ơi sướng thế. Đấy chạy thế nào được. Bộ này không biết chạy đi đâu luôn. Mẹ. Ôi, có một thằng chạy ngoài đầu ấy. Rồi sao, đốc luôn. Xem cho bắn được vào trong cái phòng này không. Ôi như chúng ơi ra ấy. Rồi tiếp tục à. Trời ơi trận này bắn đạn trực thăng sướng thật đấy anh em ạ. Bắn phê cái tay. Nổ nhảy thôi, nhảy thôi. Đây nổ đây. Mình nhớ nhầm mình đốc phải mấy thằng ở trong cái nhà này. Hình như vẫn chưa hiện kill sao ấy. Cũng có thể đang cứu nhau. Ui dồi ôi. Mấy thằng nó ngồi ăn vạ ở đây kìa mọi người. Hai ba thằng gì đấy. À thành viên. À tưởng chạy đi luôn lại vòng lại à. Mày vòng lại với tao này. Rồi xong. Ui dồi chết luôn kìa. Ui dồi. Trận này nếu mà ngon cái khi được 30 kill đấy anh em ạ. Mình đã 21 kill rồi đây. Đúng không. Rồi không trúng luôn. Chết cha, bị ngược rồi, ngược rồi, đổi chỗ. Mày này, xem có trúng không? Hình như không trúng rồi, nó bay liệm thế thành ra, bạn không đuổi kịp. Mày, tao mà có súng 4 lòng thì mày chết to, nhưng mà trận này hơi đen, không có. Hello, hello, chào mừng bạn đến với thế giới của anh người. Bạn làm chim bay từ suốt đến giờ. Từ nãy đến giờ bạn chán chưa? Từ ra xem kìa. Bọn kia nó nhảy xuống máy bay rồi. Đang núp trong mặt mình này. Dùng vũ khí này thì các cháu không chạy đâu được đâu. Các cháu ơi. Các cháu làm gì đấy? Thái lọ à? Thái lọ về với thái rau hết anh em ơi. Rồi. Còn một thằng đấy vẫn còn trên máy bay nữa. Chắc là chuồn đi rồi anh em ạ. Mà kiểu gì nó vẫn. Trời ơi, đang định bảo thì nó về. Về phải lấy thẻ đồng đội hồi sinh chứ đúng không. Nhưng mà bọn tớ vẫn ở đây. Bạn chạy không chạy được đâu. Một viên rồi, thêm một viên nữa khi nổ ấy. Bay được không. Trời ơi. Tiến bạn về thế giới bên kia luôn. Ô. Thêm ông nữa ở đây, Indo à. Này thì Indo này. Cái thằng bên kia nó có. Cái thằng bên nhà chỗ bể bơi, đỉnh bể bơi ấy, nó có một ốp anh em ạ.
Mình bắn không cẩn thận là nó cho mình viên. Nổ đi, nổ đi, nổ đi. Sao nó có chết đâu. Mình chỉ sợ nó nhảy xuống rồi. Ui rồi ôi mẹ. Này thì núp với tao này, này thì ốp với tao này. Bọn này bắn nó chia ra bắn rát quá anh em ạ. Nên trong chế độ này nó toàn cầm M4 nó dã thì bố ai chơi lại chúng nó. Rồi nó. Ê, thằng này chắc phải x6 rồi. M4 x6 x3 x4 gì đấy. Xem có chạy được không. Nghe kể ra còn thằng 4 nòng thì ngon anh em ạ. Bắn thật đến giờ khó trúng quá. Rồi xong. Trả lời thêm thằng rồi. Nghe được không. Ui rồi rồi. À để nó chạy được rồi. Chết đi, chết đi, chết đi bạn ơi, chết đi. Rồi, xong. 32 kill rồi, trời ơi. Có máy bay trên kia đang bắn nhau kìa. Rồi, thấy cái đầu rồi. Tôi đã tới, nhìn thấy cái đầu rồi. Đấy, thấy không? Đấy, nếu mà nghe chuẩn thì có thể bắn được vào cái khe ở trên nhà vệ sinh ấy. Đi rồi chết. Từ từ, nó núp ở dưới này thôi. Xe được trực thăng mình bắn cho thì thấy cho dễ. Chỉ sợ mấy thằng làm rắn như này thôi. Mà chết chua 34 kill. Vai đái thật.